Xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn ơi. Mày làm cái tô màu son nha các bạn.
Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bị tô màu nha các bạn ơi. Bây giờ mình đã chuẩn bị xuất phát các bạn này. Ê, các bạn thấy mình tô có đẹp không các bạn? Quá đẹp các bạn. Thank you.
Vậy là mình đã đi tô màu xong nha các bạn ơi.